nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Từ ngày hôm nay 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính như sau: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Theo đó, thành phố Cần Thơ có 533 địa bàn với khoảng 106.000 hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4.